Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái góc nhỏ của cái nghề luật, đó là tâm sự nghề luật. Bài này của luật sư thạc sĩ Trần Vũ Hải, Đại học Luật Hà Nội. Cái tựa đề có tên là Đạo đức luật sư đôi điều suy nghĩ. Các bạn thấy không? Nghề luật, tôi cũng là một trong những thành viên của trong số những người trong đội ngũ hành nghề luật sư. Và tôi đọc bài này tôi cảm thấy hay, muốn đưa cho quý vị và các bạn những cái góc nhìn của những cái luật sư khác nhau, để quý vị và các bạn biết được, thông cảm, đồng cảm, cũng như những cái trăn trở, những cái va vấp. Vì sao xã hội gọi là luật sư? Vì sao luật sư lại có những cái thu nhập cao hơn mọi người và nhiều lắm? Những cái ý kiến các bạn chỉ có thấy là chúng tôi mặc quần áo rất là tuyệt vời, lúc nào cũng trong một con phong thái đỉnh đạt, chỉnh chu, nhưng đằng sau đó là những nỗi lo không phải riêng ai. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu tặng cho quý vị và các bạn bài Đạo đức luật sư đôi điều suy nghĩ. Trong một cái xã hội dân chủ, công bằng luôn được coi là chuẩn mực đạo đức xã hội. Trong cách ứng xử giữa con người với con người, nghề luật sư là một trong những nghề góp phần đem lại sự cao quý ấy. Ai cũng biết, trong một phiên tòa, dù là một phiên tòa hình sự hay dân sự, vai trò của luật sư là rất quan trọng để đảm bảo cho một bản án công bằng, hợp tình, hợp lý. Dù ở nghề nghiệp nào, bên cạnh chuyên môn, người thực hiện phải có lương tâm khi thực hiện công việc. Một người thợ kim hoàn phải biết tôn trọng, nâng niu từng vụn vàng, mẫu bạc, không làm giả hoặc làm giảm tuổi của vàng để trục lợi riêng. Người bác sĩ phải tận tâm với nghề, với con bệnh, coi việc cứu người là quan trọng. Nhất là ưu tiên số 1. Đó là những ví dụ rất nhỏ của khái niệm lớn lao đạo đức nghề luật sư. Đạo đức là một phạm trù chỉ để những chuẩn mực xã hội trong cách ứng xử giữa con người với nhau. Những chuẩn mực ấy không hoàn toàn giống nhau ở những thời kỳ phát triển khác nhau. Hay nói cách khác, đạo đức cũng có sự phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển ấy luôn có sự kế thừa từ những chuẩn mực đúng đắn, mà ở bất kỳ một xã hội nào của xã hội cũng vẫn được thừa nhận. Hàng ngàn năm nay, người ta vẫn thường lấy lời thề của Hippocrates nổi tiếng để nói đến đạo đức của nghề y, để bày tỏ sự trân trọng đối với đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức luật sư, một tiêu chuẩn nghề nghiệp. Nghề luật sư là một nghề mà đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp rất cao. Đạo đức nghề được coi là một nguyên tắc trong hoạt động của luật sư, được pháp luật ghi nhận tại Điều 5 Luật Luật sư năm 2006. Trong đó nhấn mạnh đến sự trung thực và tôn trọng sự thật khách quan. Hoạt động của luật sư liên quan đến lợi ích của nhiều người và có ý nghĩa quan trọng với quản án, nên việc luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp để lại những hậu quả ghê gớm, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật cũng như lợi ích hợp pháp của người liên quan. Những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp có thể khác nhau ở mức độ cũng như hậu quả, nhưng nó làm xói mòn niềm tin của người dân vào công lý. Đó mới là điều nghiêm trọng nhất. Trong quá trình tác nghiệp của mình, một nguyên tắc cao nhất đối với tất cả những người tham gia tố tụng, đó là tôn trọng sự thật. Người luật sư trong quá trình bảo vệ quyền lợi cho thân chủ cần phải dựa trên những sự kiện có thật để từ đó giải quyết vấn đề.
Luật sư không phải là người đổi trắng thay đen, mà như quan điểm của nhiều người, mà đôi khi phim ảnh là một thủ phạm thường tuyên truyền cho quan điểm ấy. Nhưng họ đã tìm cách sử dụng những sự kiện có thật ấy một cách tốt nhất. Tuy nhiên trên thực tế, có trường hợp luật sư vì lợi ích của thân chủ mình, hay nói sâu xa vì lợi ích của chính bản thân mình, mà làm sai lệch các tình tiết vụ án, làm sai lệch các tình tiết, hoặc sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm che đậy sự thật trước công lý. Luật sư là người am hiểu pháp luật, do đó dễ dàng nhận định được bằng chứng nào có lợi cho thân chủ, những chứng cứ nào là không ở mức độ nhẹ. Luật sư có thể yêu cầu thân chủ không trình bày những tình tiết có lợi trước tòa, nhưng ở mức độ nghiêm trọng hơn, luật sư có thể xóa những chứng cứ hoặc tạo ra những chứng cứ giả để làm biến đổi tính chất vụ việc. Hiện nay, cùng với công tác cải cách tư pháp, pháp luật cho phép luật sư được tham gia vụ án sớm hơn, có nhiều quyền hạn hơn, và nếu họ không thực sự giữ được lương tâm nghề nghiệp thì rất dễ làm nảy sinh những cái hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong tác nghiệp. Tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn nghe các hành vi bị cấm đối với luật sư nha. Tôi sẽ đọc rất chậm. Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập với nhau trong cùng một vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính. Việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật, sau đây gọi chung là vụ việc. Cố ý cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật, xúi dục người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự khai sai sự thật, sự xúi dục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật, tiết lộ thông tin về vụ việc mà khách hàng mình biết trong quá trình hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác, sách nhiễu, lừa dối khách hàng, nhận đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, móc nối, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cán bộ công chức để làm trái quy định của pháp luật trong việc giải quyết vụ việc, lợi dụng việc hành nghề luật sư, nhân danh luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tiết lộ thông tin về vụ việc, về khách hàng mà mình được biết trong quá trình hành nghề, trừ trường hợp khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. Sử dụng thông tin về vụ việc, về khách hàng mà mình được biết trong quá trình hành nghề nhằm vào mục đích xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đây chính là điều 9 và điều 25 của luật luật sư năm 2006 các bạn ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục. Bất kỳ một nghề nghiệp nào thì người thực hiện nó cũng cần có một cái khoản thu nhập để trang trải cuộc sống. Nghề luật sư không phải là một ngoại lệ. Trên thực tế, hiện nay mặt bằng thù lao của luật sư nước ta khác biệt vì chưa có một chuẩn mực nhất định. Về nguyên tắc, mức thù lao của luật sư dựa trên sự thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng, cũng như những tính toán về chi phí khác. Tuy nhiên, trên thực tế, khi một khách hàng tìm đến luật sư, dường như vị thế của khách hàng thường kém hơn so với luật sư do công việc phải nhờ cậy, do việc thỏa thuận về chi phí rõ ràng không thật sự bình đẳng. Thực tế cho thấy rất nhiều văn phòng luật sư đã tính toán mức thù lao quá cao. Tất nhiên họ thường cam kết sẽ giải quyết công việc theo đúng ý muốn của khách hàng. Một điều mà về nguyên tắc luật sư không được cam kết nếu chưa đủ cơ sở chắc chắn. Không những thế, những khoản thù lao này có thể rất khác nhau theo từng khách hàng, mà không có một cái tiêu chuẩn nào xem mặt mà bắt hình dong. Ở Canada,
quy chế về đạo đức luật sư không cho phép luật sư được tính và ấn định tiền thù lao một cách bí mật, quá mức và không hợp lý. Tuy nhiên, việc tính thù lao chủ yếu vẫn là thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng. Ở Mỹ, nghề nghiệp luật sư cũng quy định rằng thù lao luật sư phải được tính toán một cách hợp lý và theo thỏa thuận. Như vậy, qua kinh nghiệm ở nhiều nước, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư đòi hỏi thù lao cho luật sư phải hợp lý và thỏa thuận với khách hàng. Tuy nhiên, thế nào là mức thù lao hợp lý lại là một vấn đề rất phức tạp, vì chất xám của những mánh lới nghề nghiệp không đơn giản có thể quy đổi thành tiền bạc, nhưng có lẽ chính vì điều đó mà cần đến sự ảnh hưởng của đạo đức ở đây, để làm sao cho bất cứ ai cũng có được sự công bằng cần thiết trước pháp luật. Nói thật với quý vị và các bạn thì chất xám của luật sư, thì khi nói câu này tôi nhớ đến một lần trong một cái vai trò một người bạn với thẩm phán. Thì thẩm phán nói với tôi rằng là mình có quyền lấy những cái phí luật sư rất cao vì đó là chất xám. Vì có thể một luật sư nào đó nhận vụ việc một cái tính chất không nhìn thấy được cái quan hệ tranh chấp, mình thì mình đã nhặt được cái điều đó từ kinh nghiệm. Tôi 10 năm kinh nghiệm, tôi có thể nhặt được cái hạt sạn đó và đem cho quý vị và các bạn. Cũng thì một vụ việc một giờ của luật sư có kinh nghiệm sẽ nhiều hơn so với một giờ của một luật sư mới ra trường các bạn ạ. Cho nên thù lao của luật sư tính trên 3 chi phí: thời gian, công sức và uy tín của luật sư các bạn nhé. Nhà nước ta hiện nay đã và đang tích cực xây dựng và hoàn thiện thể chế để sao cho mỗi phiên tòa, đặc biệt là phiên tòa hình sự, có sự tham gia đầy đủ của luật sư, hội luật gia hay cơ quan tư pháp đều có trung tâm trợ giúp pháp lý. Đó chính là những mô hình nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc đối tượng chính sách có thể thực sự được bảo vệ của luật sư. Những người luật sư này đã và đang thể hiện cách rõ nét đạo đức luật sư của mình thông qua những cái vụ án mà họ tham gia, để có thể bảo vệ được thân chủ của mình trước tòa án. Luật sư phải có quá trình làm việc vất vả, từ việc nghiên cứu những tình tiết vụ án, tham gia vào quá trình điều tra xét hỏi, cũng như tìm kiếm những thông tin khác để làm phong phú thêm bài bào chữa của mình, từ đó có thể giúp tòa án nhìn thấu sự việc và có thể bản án thật hợp tình hợp lý. Một sự thật rõ ràng rằng đôi khi luật sư không thể giúp được gì nhiều cho thân chủ, và điều đó không nên coi là sự thất bại của luật sư, đơn giản vì sự việc đã quá rõ ràng và không có gì uẩn khuất. Từ tình tiết vụ án cho đến quá trình tố tụng, nhưng trên thực tế thì không phải ai cũng chấp nhận sự thật này khi họ đã bỏ ra một khoản tiền để nuôi hy vọng. Thật là lạ lùng khi nhiều luật sư hầu như không biết đến những sĩ diện nghề nghiệp, để ngay khi bắt đầu đến lượt mình tại một phiên tòa đã có những tuyên bố thiếu căn cứ và không thuyết phục, mục đích chủ yếu chỉ để đánh đòn phủ đầu đối phương với đại diện viện kiểm sát hoặc với luật sư. Những điều đó tuy chỉ được coi là mánh lới nghề nghiệp, nhưng dường như nó làm cho người ta cảm thấy phản cảm và gợn lên những băn khoăn về đạo đức nghề nghiệp. Thỉnh thoảng trên các phương tiện thông tin đại chúng lại có tin luật sư A và luật sư B tham gia vào vụ việc tiêu cực nơi công đường, thường được gọi là chạy án. Chạy án thực chất là những hành vi nhằm che đậy sự thật, làm sai lệch bản án bằng nhiều thủ đoạn khác nhau mà chủ yếu thông qua việc hối lộ. Một số luật sư nhờ những lần va chạm tại tòa án mà có sự quen biết với những thẩm phán, kiểm sát viên, hay ngược lại nhờ quen biết những người này mà được va chạm tại tòa án, đã thực hiện hành vi đưa hối lộ hoặc môi giới hối lộ để tác động đến bản án sau này.
Những hành vi này không chỉ làm sức mẻ công lý mà còn làm cho niềm tin của nhân dân vào hệ thống cơ quan tư pháp bị giảm sút, ảnh hưởng đến sự ổn định trật tự xã hội. Lời tâm sự của những người trong cuộc. Một người bạn của bài viết này là một luật sư. Tên anh là Thành. Anh có một văn phòng luật nhỏ bé và thường vắng khách. Hầu hết những người tìm đến anh chủ yếu là nhu cầu nhỏ, như nhờ đăng ký kinh doanh, soạn thảo hợp đồng, di chúc hoặc những vấn đề tư vấn về đất đai. Nhiều người bảo rằng anh thuộc tuýp luật sư không năng động. Một số khác lại cho rằng anh không có năng lực. Trong một buổi tâm sự riêng, anh bộc bạch: luật sư là một nghề khá vất vả và không đơn giản. Nếu ai đó không biết giữ mình, chỉ muốn ham làm giàu nhanh chóng, tất yếu sẽ rơi vào cái vòng xoáy tiêu cực. Mà khi đó, người luật sư cũng chẳng khác bao nhiêu với những tên tội phạm mà anh ta hết lòng bảo vệ. Chính vì vậy mà anh thường từ chối những vụ việc mà ở đó anh cảm thấy không thể làm trái với lương tâm nghề nghiệp của mình. Ngay cả khi người ta không đặt những yêu cầu cụ thể, thì những khoản thù lao hậu hĩnh cũng sẽ làm cho bản thân luật sư phải cố gắng gỡ tội cho anh ta bằng mọi cách. Đó là khi lương tâm nghề nghiệp được đặt không đúng chỗ. Nhưng khi được hỏi, ngay khi anh làm những giao dịch tưởng như rất đơn giản, như đăng ký kinh doanh hay những chứng thực một cái hợp đồng, liệu anh có bao giờ phải bỏ ra khoản hoa hồng để công việc được suôn sẻ không? Nó được tính vào chi phí mà anh yêu cầu khách hàng phải trả không? Anh Thành im lặng và không trả lời. Luật sư Hồng là một trong những luật sư lâu năm trong nghề và có uy tín mà người viết hân hạnh được quen biết, đã từng tâm sự: thực ra luật sư chỉ là một nhân tố, một bộ phận trong hệ thống tư pháp, mà ở đó bản thân họ không có quyền quyết định đối với bản án. Do vậy, để duy trì được sự tồn tại của mình, mà không phải chỉ riêng luật sư mà còn rất nhiều người khác làm việc tại văn phòng hay công ty, bắt buộc luật sư phải nghĩ đến hiệu. Do vậy, để duy trì được sự tồn tại của mình mà không chỉ là riêng bản thân luật sư mà còn rất nhiều người khác đang làm việc tại văn phòng hay công ty, bắt buộc luật sư phải nghĩ đến hiệu quả công việc. Luật về luật sư đã xác định luật sư được thực hiện dịch vụ pháp lý, được quyền mở công ty luật hoặc văn phòng, có nghĩa là sự cạnh tranh khốc liệt là đằng khác. Khách hàng tìm đến luật sư để mong có cái mà họ mong muốn, và rất nhiều người đã mặc cả rất cụ thể về kết quả phiên tòa sắp tới. Trước sức ép đó đã đẩy luật sư thiếu bản lĩnh đến hành vi vi phạm pháp luật, để rồi làm hỏng cả sự nghiệp của mình. Người luật sư trong công việc nêu trên phải có tịch người. Suy rộng lăng kính của người luật sư sử dụng để tìm kiếm công lý là tình người. Như khái niệm tình người thật mơ hồ, rộng lớn quá, để rồi nó có thể đẩy một người luật sư từ giới hạn không gì có thể vượt qua. Luật sư Minh tâm sự: chứng cứ là những gì vô cảm, ngay cả khi có thật. Tiếp xúc với thân chủ của mình, mặc dù họ là phạm tội, nhưng sâu thẳm trong con người họ vẫn có lương tri. Dường như nhiều người rất đáng thương, bi kịch cuộc sống đã đẩy họ đến chỗ phạm tội và họ phải trả giá. Điều đó không có gì đáng phải bàn cãi, nhưng đôi khi chứng cứ chống lại tình cảm thì người luật sư dễ dẫn đến việc đặt tình cảm lên trên lý trí, rồi đi đến những hoạt động sai lầm. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 trong cái loạt Đâu là nguyên nhân?